Hoàng Viên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Đất Quê Radio. Quý khán giả thân mến, đờn ca tài tử là loại hình văn hóa gắn kết cộng đồng, phản ánh tâm tư tình cảm, phù hợp với lối sống phóng khoáng, cần cù, cởi mở và can trường của người dân Nam Bộ. Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ và hối hả ngày nay, đờn ca vẫn luôn được giữ vị trí và giá trị của mình, góp phần làm nên sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Hôm nay, Hoàng Viên xin được mời quý khán giả xuôi về Bạc Liêu để nghe tác giả Lâm Thu Sương kể về cuộc đời của một người giữ lửa đờn ca qua tác phẩm Phận đời người thầy đờn. Một câu chuyện cảm động không chỉ nói về tình cảm gia đình mà còn ca ngợi và tôn vinh những con người gian bóng một thời với nghệ thuật đờn ca. Sau đây chúng ta cùng nghe truyện. Bạc Liêu, vùng đất nổi tiếng về đờn ca, nhạc kịch, diễn tuồng, khiến ai cũng có hào quang cho riêng mình. Nhìn vào TV, ai cũng lộng lẫy với biết bao trang phục biểu diễn. Dù một năm chỉ được một hai lần gặp gỡ những diễn viên cải lương đi lưu diễn, nhưng người dân họ vẫn rất hạnh phúc khi nhìn thấy các nghệ sĩ mình yêu thích bằng da bằng thịt. Không chỉ riêng về nghệ sĩ lớn, người dân bình thường ở miền quê cũng không ít người đam mê ca hát. Họ học lại các vai diễn ở trên truyền hình, rồi diễn ở những sân khấu nhỏ, phục vụ cho bà con xóm giềng. Tuy không được nổi tiếng, nhưng họ luôn được yêu quý bởi người dân thích nghe cải lương. Bạc Liêu là vùng đất giáp ranh với Cà Mau. Vào những năm 90, người dân ai ai mà không biết tới ngón đờn ca tài tử của ông Nhàn. Lúc xưa, gia đình của ông là chủ của một đoàn sân khấu. Sau này, ông bà cha mẹ của ông qua đời thì ông chính là người nối nghiệp tiếp theo. Thêm cái vợ ông nữa, bà cũng là bậc đào hát được mọi người ưu ái. Ngày đó, trận bão cấp 5 đã cuốn bay đi tất cả đồ đạc, sân khấu của gia đình ông trong một đêm mưa. Ông Nhàn không phải là người giàu có gì, nên không đủ kinh phí để bắt đầu lại. Điều đó khiến cho những người trong đoàn rời đi tìm bến đỗ mới. Kể từ đó, ông Nhàn và vợ cũng bỏ nghề hát, đi làm mướn kiếm kế sinh nhai. Có điều, hai vợ chồng của ông dù làm mướn qua bao năm tháng cũng không dư giả nổi. Huống chi hai người họ trong vòng mấy năm qua đã có ba người con, đã nghèo càng thêm nghèo. Ba người con gái đều còn nhỏ nên bà Nhàn phải ở nhà ôm con suốt. Đêm nay, ông Nhàn ngồi đếm đi đếm lại số tiền ở trong tay. Làm lụng bấy lâu mà chỉ tích cóp vãn vẹn có 50 ngàn. Bà coi, mai ra chợ mua gì đó ngon ngon về nấu cho sắp nhỏ ăn. Ông Nhàn nhét hết tiền vào tay vợ. Bà Nhàn nắm tiền ở trong tay, đôi mắt đượm buồn. Ông đưa tôi hết rồi, mai lấy gì xài? Tôi thì xài có nhiều, cà phê thuốc lá tôi cũng không. Bọc tiền trong người làm chi? À, giữ hết đi. Thôi, ông cầm theo mấy ngàn, lỡ đi làm có thèm chi á thì mua mà ăn. Nói rồi, bà Nhàn rút ra 5 ngàn nhét vào tay chồng. Ông Nhàn thở dài, ngước mặt lên vách nhà. Ông đưa tay lấy cái đàn kìm đã theo mình từ thời còn theo đoàn. Rồi ông chắp tay khấn vái khung hình trước mắt mang hai chữ tổ nghiệp. Ông thầm thỉnh cầu tổ nghiệp phù hộ cho ông quay lại với nghề thuận lợi để ông có thể chu toàn cho gia đình. Thắp hương xong, ông lấy khăn lau chùi cho sạch cái đàn kìm, bấm tay chỉnh nốt đàn. Mắt ông xa xăm về cơn mưa đầu tháng 6, đôi mắt hiu hiu. Ông thủ thỉ với vợ. Ngày mai, chắc tôi không có làm ở vườn rau của bà Mười nữa đâu bà. Bà Nhàn thắc mắc. Không làm ở đó thì không làm ở đâu. Tôi... Mai tôi đi đờn với mấy ông bạn. Thời buổi này mấy đoàn kịch không dễ kiếm ăn như trước đâu. Ông tính đờn cái gì? Tôi đi đờn cho đám ma. Yên tâm, mấy anh em ở trong đờn nói nếu mà tôi chịu khó thì vẫn đủ để nuôi vợ con. Ông đi đàn vậy liệu có ổn không ông? Có gì đâu mà không ổn. Đờn đám ma
Cũng giống như mình từng đi theo sân khấu thôi. Vậy ông đi đi. Khi người ta cần người hát á, thì cho tôi theo với. Đi làm cho có vợ có chồng. Mà thiệt tình, tôi cũng nhớ nghề hát lắm. Ông Nhàn đăm chiêu nhìn vợ, tay ông bấm thêm vài nốt sừ cống xê sang. Một đoạn hát vang lên giữa cơn mưa tháng sáu. Ba đứa nhỏ ngồi, cứ tròn xoe mắt nhìn cha mẹ trích đoạn cải lương. Hai ông bà hăng say đến nỗi trời khuya khoắt, đoạn nhạc mới kết thúc. Nhìn sang á, thì ba đứa đã lăn ra ngủ từ khi nào. Sáng sớm ngày sau, ông Nhàn thay đồ rồi, sau lưng ông đang quẩy là cây đàn kìm. Đến lễ tang cũng gần giờ đánh phá hoàng, ông ngồi ngay ngắn trên ghế, tay ông chỉnh sửa dây đàn xong, rồi ông giật thử vài nốt. Thấy tất cả đã ổn, ông Nhàn cùng anh em bắt đầu vào âm điệu. Mấy cô cùng lứa với ông Nhàn bây giờ đã chỉnh trang phục xong, thế là tất cả bắt đầu ca lên những câu giọng cổ. Làm nghề này, mấy cô gái phải nhập vai vào nhân vật trong câu hát. Khóc lóc có, vui cười có. Nếu người nhà của gia chủ mất á, là cha mẹ, thì những người hát sẽ vào vai con cái, nói ra nỗi lòng của con cháu. Nếu ngược lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thì họ sẽ diễn các tuồng đẫm nước mắt, thay cho nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ. Làm nghề này, ông Nhàn từng chứng kiến nhiều chuyện tâm linh. Tỷ dụ như mấy cô gái yếu vía vừa hát được mấy câu thì bị người khuất mặt khuất mày nhập vào để nói lời tiễn biệt với người thân. Trong số đó cũng có người có căn số theo diễn mấy màn xiếc nguy hiểm để cầu vui cho gia chủ. Ông Nhàn dọn dẹn theo nghề đi show đám cũng được vài tháng. Rồi ông cũng gặp đủ kiểu người và đồng nghiệp khác nhau. Yêu quý hỗ trợ công việc có, mà ganh ghét đố kỵ cũng có. Nhất là khi tiền show của ông Nhàn nhiều hơn là họ quay ra làm khó, khiến ông bị mất show không ít. Nhưng nghề chọn mình, chứ mình đâu có chọn nghề được. Ông Nhàn cứ nhiều lần bỏ show, mà nghỉ không có được bao lâu thì ông lại nhớ mấy câu hò, mấy câu xề sang. Thế là năm ba bữa, ông lại quẩy đàn đi theo cùng với mấy ông bạn. Trại hòm Bảy Khương chuyên lo đám hiếu nổi tiếng bốn phương. Miễn nơi nào có tang sự là trại hòm Bảy Khương có mặt. Kèm theo đó là người đánh trống thổi kèn, những câu đàn cùng tiếng gõ mõ tụng kinh. Suốt một năm trời, ông Nhàn gắn bó với trại hòm, mang theo cây đàn kìm đi hát tại những đám ma, tiễn người quá cố về cõi Vĩnh Hằng. Tùy theo phong tục ở từng địa phương mà đám tang diễn ra trong thời gian dài hay là ngắn, thường thì ông Nhàn sẽ ở lại cùng gia chủ hết 3 ngày tang, xong xuôi cả nhóm mới trở về. Ở gần không nói, chứ nếu phải đi xa, ông sẽ gom hành lý theo qua đêm luôn. Ba đứa con gái cũng đã lớn hơn đôi chút, nhà cửa lợp lá ngày trước, giờ đây đã khang trang hơn nhiều. Bà Nhàn cũng dễ dàng đi làm cùng với chồng. Bây giờ hai vợ chồng ông bà đều bươn chải theo nghề, dấu chân của ông bà lưu lại khắp mọi miền. Bàn tay gõ trống chẳng nề hà ngày hay đêm, có khi tới tận lúc gia chủ làm lễ dâng cơm tụng niệm mới dừng. Bà Nhàn khỏe hơn đôi chút khi chỉ diễn tuồng vào hôm cuối cùng tiễn đưa người mất ra nguyệt mộ. Hai vợ chồng, người đờn, kẻ hát, không ít lần đi diễn bị người ta bêu rếu, thậm chí bà Nhàn còn bị yêu râu xanh để ý. Tai tiếng có, nhưng tiếng gian cũng không ít. Nhiều người muốn đặt show riêng của hai vợ chồng ông Nhàn đến hát ở trong đám giỗ người thân của họ. Chưa kể ngày lễ, hai vợ chồng lại đi xa vào các miếu đình để diễn những màn cải lương đẹp mắt cùng với những đồng nghiệp thổi trước. Và để thỏa mãn lòng yêu cải lương của người dân, dù không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng diễn ở bất cứ nơi nào, ông bà Nhàn cũng đều hết mình quá thân vào nhân vật, khiến người xem cùng khóc cùng cười. Đi khắp mọi nơi đem tiếng hát tiếng đờn phục vụ mọi người, nhiều khi nhịn đói thông trưa để biểu diễn, chỉ uống nước cho thanh giọng. Vậy đó mà đâu ai có thể hiểu hết cực khổ của cái nghề này. Nhiều người còn ác miệng thốt ra câu sướng ca vô loài, nghe mà đắng lòng. Dẫu vậy, tình yêu đờn ca như ngấm vào máu thịt, dù bị người đời nói ra sao, ông bà Nhàn vẫn quyết sống hết mình với đam mê. Tính ra dọn dẹn gần nửa đời người, vợ chồng ông Nhàn gắn bó với nghề
nối nghiệp cả hai sau này là những cậu con trai và những đứa con gái thơ ngây. Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, hai vợ chồng sắp bạc đầu đang ngồi kề bên nhau để luyện tập cho những người con. Khi cô con gái thứ ba Cúc Thủy của ông bà Nhàn lên 2, bà Nhàn tiếp tục lần lượt khai sinh thêm 3 người con nữa, một gái, hai trai, cách nhau năm 1. Cậu Út Khánh Trung theo đó ra đời sau đó vài năm. Từ đây, ngôi nhà của ông bà Nhàn tràn ngập tiếng trẻ thơ khóc cười. Một mái ấm đông con như bao người mơ mộng hiện ra trước mắt chính là động lực để cho ông bà Nhàn bám nghề và nuôi nấng các con nên người. 4 người con gái xinh xắn ngoan hiền, tất cả học hết năm cấp 2, lựa chọn theo nghề của mẹ. Như cái duyên định sẵn, 4 người con gái ai cũng mang giọng hát luyến láy say mê lòng người. Cả năng khiếu diễn xuất chẳng khác gì một bản sao hoàn hảo của bà Nhàn. Chị hai tên Diệp Lan, chị ba Cúc Thủy, chị tư Út Lành, chị năm Út Gái Cẩm Nhung. 4 chị em được nhiều lời khen của cô chú anh chị trong nghề. Và rồi tất cả chính thức theo trại hòm Bảy Khương, lưu diễn cùng với ông bà Nhàn. 4 chị em yêu nghề ca hát đến độ được nhiều người yêu quý, không khác gì nghệ sĩ. Gia đình ông Nhàn càng ngày càng đắt xô, số người mời họ đến diễn tại nhà đông không kể xiết. Ai cũng biết đến cái danh thầy đờn Út Nhàn cùng với những cô con gái có giọng ca đi vào lòng người. Thời gian dần trôi, mỗi người con của ông Nhàn lại trổ những biệt tài khác nhau, nhất là chị ba Cúc Thủy. Ngoài hát cải lương, cô còn hát nhạc vàng, thậm chí cân được cả nhạc trẻ biểu diễn trong đám cưới. Cúc Thủy có tính cách sôi nổi, cộng thêm có thể hát nhiều dòng nhạc khác nhau, nên trong những buổi tiệc vui tươi, Thủy sẽ đảm nhận trọng trách hát thay cho 3 người chị em còn lại. Cuộc sống đờn ca của vợ chồng ông Nhàn cứ vậy êm đẹp trôi đi. Dần già có nhà cửa, có tiền lo cho 3 người con trai sau ăn học thành tài. Anh thứ 6 Khánh Vĩnh, anh 7 Khánh Hòa, em Út Khánh Trung. Các ba anh em được các chị gái bao bọc và cha mẹ yêu thương hết mực. Dù tất cả có nghề nghiệp đàng hoàng như bao người khác, mà cuối cùng vẫn chọn nghề của cha mẹ. Cái nghiệp cầm ca cũng giống như đã dẫn vào cả gia đình ông bà Nhàn vậy. 3 người con trai sau những năm tháng học lỏm ngón đàn của cha mình thì đều tỏ ra có năng khiếu hơn người. Ông Nhàn vui thì có vui, mà ông chỉ không muốn các con lại bôn ba đám này qua đám nọ giống như ông, chẳng khác gì kẻ lang bạc kỳ hồ. Nhiều lần khuyên ngăn các con trai, cũng thủ thỉ với con gái rằng bỏ nghề kiếm một tấm chồng sống bình thường với bao người khác, chứ hát ca hoài ông sợ người ta ngó vào phỉ báng không hay về các con, sợ sau này con cái sẽ khó nên chồng nên vợ. Bên mâm cơm sum dày, ông Nhàn yếu lòng nghe lời các con ỉ ôi năn nỉ với mình rằng: Sao Vĩnh nắm tay chị ba Thủy như cầu mong chị một lời nói giúp vào. Cha, chị em chúng con ai cũng mang dòng máu ca hát, nếu không đam mê nghề này thì tụi con đâu có theo đến cùng. Bà Nhàn khuyên bảo con gái: Mình không có hát như nghệ sĩ đâu con, mình là kẻ hát đám ma. Bà Thủy cứng rắn trả lời: Con biết thế, với mẹ cũng từng nói với con á, hát ở đâu cũng được, miễn có người đón, có người nghe. Dù không nhiều cũng ít, thì bản thân sát thỏa niềm đam mê, hát đến khi không còn hơi thở. Bà Thủy à, tụi con nhất quyết nối nghề cha mẹ. Tất cả đồng thanh khiến ông bà bất ngờ. Ông Nhàn giận lắm, đập tay xuống bàn quát các con: Theo cha mẹ, các con á sẽ khó mà có vợ có chồng. Đâu ai muốn dây vào gia đình chỉ biết đờn ca, lên đên với biển người đâu. Nam Nhung ôm mẹ mình nói ra tâm tư: Tụi con không có cần chồng vợ, nếu ai thương tụi con thật lòng á thì sẽ chịu hết những gì gia đình mình trải qua. Còn không, tụi con cũng chẳng ham đâu. Chị em của tụi con yêu quý nhau vậy thì cả đời tự lo cho nhau như bây giờ cũng được mà. Hai vợ chồng ông Nhàn
ngậm ngùi trong nước mắt. Các con ông đã quyết đoán đến vậy rồi, sao ông có thể cấm đoán được? Qua ngày sau, bốn chị lớn dẫn các em đi mua nhạc cụ để theo đoàn Bảy Khương. Sáu Dĩnh có năng khiếu đánh organ, Bảy Hòa chuyên về đánh tân cổ và đờn kìm, Út Trung thì chuyên về chỉnh dàn âm thanh cho show diễn. Căn nhà cấp 4 của ông bà Nhàn lúc nào cũng vắng vẻ, ít khi có người. Vì mỗi lần có đám là gia đình ông Nhàn cũng đi biền biệt mấy ngày trời, vì mỗi lần chạy là cũng 4-5 show. Hát hoài, hát mãi, đến khuya lơ vẫn còn. Nghỉ ngơi tầm vài tiếng là rạng sáng, rồi vào giờ động quan, tất cả đoàn Bảy Khương lại chuẩn bị đánh phá quan. Những màn đánh quỷ, màn xiết lửa, múa dao cực kỳ nguy hiểm. Người diễn tay cầm đao, nhập vai thật hoàn hảo, lại có cái màn phun máu như vừa bị chấn thương thực sự. Đánh đấm kèm theo diễn hài xiết chuyên nghiệp. Một người là vai Tôn Ngộ Không đánh trả yêu quái, gạch ống hay ván gỗ đều đem vào màn diễn. Những âm thanh chát chúa chân thật cứ liên tục làm trầm trồ người xem. Quần chúng thì đã con mắt, còn nghệ sĩ thì cứ tỉnh bơ vì đã diễn đi diễn lại tới cả trăm lần. Đánh xong còn có múa lân và những nốt nhạc vang lên là bắt đầu màn cuối của gia đình ông Nhàn. Bà Nhàn bây giờ đã có tuổi nên nhường lại đất diễn. Bà đứng ở ngoài hỗ trợ cho các con. Lỡ các con mà quên động tác thì bà sẽ khéo léo mà ngợi nhớ. Từng là một đào hát sân khấu, nhưng giờ đây tuổi tác đã hằn trên gương mặt của bà. Giọng ca cũng chẳng còn trong trẻo như ngày nào, sức lực khao mòn theo năm tháng. Vì thế bà Nhàn lui về sau làm hậu phương cho chồng và con. Thêm một mùa xuân là thêm một tuổi đời. Riêng với vợ chồng của ông Nhàn, mùa xuân sang còn là dấu cộng cho tuổi nghề. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngoảnh đầu nhìn lại, ông bà Nhàn vậy mà đã mấy chục năm gắn bó với đờn ca. Nhưng sinh lão bệnh tử không chừa một ai, hiện nay sức khỏe của ông bà ngày một suy giảm. Ông Nhàn đã nghĩ tới việc dừng chân trên con đường ca hát, nhường lối cho con cháu ở phía sau dấn bước tiến lên. Bảy người con ai cũng thành thạo ngón nghề và có show đều đặn, vừa trang trải cuộc sống vừa phụng dưỡng mẹ cha. Chỉ có điều vì nghề cầm ca mà các con đã gần 30 vẫn chẳng có ai để thương. Ông bà chẳng có cháu để hủ hỷ, nhưng người tốt luôn được đền đáp. Cuối cùng ông bà Nhàn cũng trút được tảng đá đè nặng ở trong lòng khi các con lần lượt có đôi có cặp. Chỉ có điều vì nghề cầm ca mà các con đã gần 30 chẳng có ai để thương, ông bà chẳng có cháu để hủ hỷ, nhưng người tốt luôn được đền đáp. Cuối cùng ông bà Nhàn cũng trút được tảng đá đè nặng trong lòng khi các con lần lượt có đôi có cặp nên vợ thành chồng. Ở độ tuổi gần 70, ông Nhàn đã có cháu nội cháu ngoại nếp tẻ đầy đủ. Cháu ngoại của ông đã lên cấp 2, thường xuyên ghé thăm ông bà mỗi lúc tan trường. Các con trai con gái đều có nhà riêng, dâu con lễ phép thương cha mẹ chồng, lại hòa thuận và hay giúp đỡ nhau. Tất cả đều chọn ở gần ông bà Nhàn đặng tiện bề qua lại chăm sóc ông bà. Người ngoài nhìn vào, tất thảy đều ngưỡng mộ. Ba người con dâu cũng từng theo đoàn Bảy Khương nên mới có duyên gặp gỡ với con trai của ông Nhàn. Cưới về tất cả đã giải nghệ, chỉ có anh em của Sáu Dĩnh là vững vàng theo đoàn để kiếm cơm qua ngày. Ồ, chị Sáu, chị nấu cơm gì mà thơm dữ vậy? Nhà cách nhau chỉ có 2 thước đường xi măng nên nấu gì hay làm gì đều dễ dàng cho anh chị em nhà trò chuyện. Lúc này, giọng điệu lánh lót của Bảy Hòa vang qua Sáu Dĩnh. Theo đó là câu trả lời trong trẻo của Sáu. Gì đâu bảy, chị nấu cái lóc kho tộ với canh cải à? Mà nay chị mua tới 2 con, sẵn cho cha mẹ luôn á. Bảy Hòa lanh giọng. Vậy được á, chị em của mình mỗi người chút ít đem qua cho cha mẹ, để cha mẹ khỏi nói cơm chiều. Ủa, chị Bảy với chị Sáu, nói gì vui vậy? Cả hai đứng sau vách nhà, nhìn ra mé lỗ chính. Thì nhận ra cô gái trẻ đó. Út đi đâu mới về vậy cưng? Dạ em mới đi mua gà. Chồng em móng đòi gõ gà, mà chiều muốn tan chợ kiếm mua trần ai lai xứ mới ra được con ký lô.
Bảy Hòa chổi tay than. Công nhận, anh em ổng á, ỷ mình đi làm đòi ăn sang không á. Không biết đi show về có bông hoa hay là quà tặng gì không nữa. Sao Dĩnh cười trừ. Thôi đi bà, tiền mấy ổng á, chị em của mình giữ hết rồi, còn đâu mà đợi qua chứ quà. Út Trung nói theo. Chị Sáu á, được cây, nói đúng. Ngồi sau nhà, vừa làm vừa tám chuyện. Cả ba nàng dâu tầm một tiếng sau đều bưng qua mâm cơm ngon cho cha mẹ chồng. Người dọn chén, người làm nước uống, người bưng nồi cơm ra mời ông bà. Gia đình xúm lại cười nói trong hạnh phúc. Ngồi kế ông bà ngoại, con dâu, còn có bốn người cháu. Sáu Dĩnh thì sinh một thằng con trai đầu, Bảy Hòa một gái một trai, Út Trung là một cô con gái đầu lòng. Còn bốn người con gái của ông Nhàn đều đã có gia đình và con cái lớn hơn nhiều con cái của những người em. Lập gia đình sớm hơn mấy em trai, nên chị hai, chị tư, chị năm, con cái đã sang năm cấp 2. Mỗi mình chị ba là chưa có con, dù hai vợ chồng lấy nhau được mười mấy năm. Bữa tối dọn ra, ông bà Nhàn cùng các con dâu sum dày bên mâm cơm. Đúng lúc vợ của Út Trung lấy chén đổ ra là bảy chị em đi show vừa về. Về rồi, vào ăn cơm với cha mẹ. Ông Nhàn mừng rỡ khi các con về sớm hơn mọi lần. Ông luống cuống bảo vợ lấy chiếu trải dài ra hàng ba, rồi bảo các con dâu dọn qua nhà của ông ăn tối luôn cho vui. Mặt trời lặn xuống là bóng trăng lên đầu, đơm đớm phát sáng trong hàng bông 10 giờ. Tiếng dế kêu rang rác bên tai, những giọng nói chan hòa trong mái ấm của người thầy đờn. Gia đình của ông Nhàn không ai mà không dính đến nghề cầm ca, từ chồng vợ, con cái, dâu rể. Dù thế mà hạnh phúc ngập tràn, vợ chồng êm ấm, con cái hiếu thuận ngoan hiền với cha mẹ ông bà. Một mái ấm bao nhiêu người hằng mong ước. Trong mâm cơm tối, ông Nhàn nghe ba Thủy thông báo tin vui mà cô chờ đợi bao năm qua là Thủy đã mang thai. Ông bà Nhàn cảm xúc lâng lâng, vui như bắt được vàng. Bởi vì ông bà chờ đợi cầu mong con gái chỉ có nhiêu đó thôi. Quanh quẩn bên chị em có gia đình sung túc, cả hai chạnh lòng khi con gái thứ ba mãi vẫn không có con thì tội lắm. Ông sợ sau này mình chết rồi, con gái khổ đau, không con, rồi ai dưỡng già. Hàng ngày cứ đêm đến, ông bà Nhàn lại khấn vái trời Phật phù hộ cho Cúc Thủy có được một mụn con để an hưởng tuổi xế chiều. Dường như trời cao thấu hiểu tấm lòng người cha già này mà mang một phép màu đến cho gia đình của Cúc Thủy. Do bận lo cho vợ chuẩn bị tới ngày sinh nở, vì thế người con rể thứ ba của ông Nhàn nghĩ chạy show cho đoàn Bảy Khương. Thế vậy, ông Nhàn ngồi suy nghĩ thẫn thờ, lòng ông xốn xang vì nhớ nghề. Nhìn cái đàn trên tay, ông quyết định ngỏ lời xin ông Bảy cho quay lại đoàn để thay thế con rể đi biểu diễn. Bảy Khương dù gì cũng là bạn già lâu năm nên chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý liền. Bao nhiêu năm ông Nhàn nghỉ ngơi, cũng là bấy nhiêu năm trại hòm Bảy Khương thiếu đi một người nghệ sĩ gạo cội với ngón đàn liến lấy đi vào lòng người. Ai cũng nói người đánh đàn không thiếu, nhưng đánh được điêu luyện như ông Út Nhàn thì hiếm hoi vô cùng. Mới theo đoàn được vài ngày mà đó đây người ta đã hay tin nô nức mời ông Nhàn chạy show như thuở trước. Ông Nhàn phấn khởi lắm, càng đi càng thấy khỏe ra. Bây giờ ông nghĩ thầm, có lẽ đờn ca chính là thứ thuốc thần kỳ chữa bách bệnh trong ông. Một ngày mới theo đoàn, ông Nhàn cùng các con có chuyến diễn xa tới Nam Căn. Lúc ấy chỉ vừa vào dạo đầu câu hò thì ông Nhàn đã nhận được cuộc gọi của vợ. Giọng bà ấp úng, rồi lại mừng rỡ, nói vang bên loa. Ông ơi, con Thủy sinh rồi. Hả? Sinh rồi sao? Trai hay gái? Con gái, trắng trẻo thì ghét lắm ông. Ông Nhàn tưởng tượng ở trong đầu đứa cháu. Hỡi ơi, thấy ghét ra làm sao? Ông mừng đến rơi nước mắt sống. Vuốt làn mi, ông bảo bà. Bà ở nhà, lo cho con bé đi. Tôi với tụi nhỏ đi chắc tầm 2-3 ngày về rồi. Hả? Lâu vậy ông?
còn vài cái đám nữa, đoàn làm xong hết mới về được. Thôi thôi, tôi làm nghe, tới giờ đánh phá hoàng rồi. Ông làm đi. Dứt đầu cuộc gọi, ông Nhàn có chút xuyến lòng. Đánh dây đàn, mắt ông rưng rưng, nôn nóng ngày về để gặp mặt đứa cháu còn non tháng. Dù ông biết rằng cái nghề luôn đưa ông đi xa. Bà ơi, tôi về rồi nè. Ông, cháu tôi đâu bà? Nằm ở trong buồng á, đa tháng mới đem ra ngoài được. Giờ á, ông tắm rửa rồi hãy vô thăm con bé. Bà Nhàn đã pha sẵn một chậu nước lá để cho chồng tắm, cốt gột sạch mùi tử khí trên người của ông Nhàn sau mấy ngày trong đám. Có vậy ông mới dám vô nhà thăm cháu ngoại mà không khiến con bé quấy khóc. Ẩm cháo trên tay, mặt của ông Nhàn tươi rói như thể giới được hộp xoàn kim cương. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn, hai má bánh bao phúng phính, nhìn mới ghét làm sao. Dù mới sinh nhưng con bé cứng cáp và già dặn, nôm như là cả tháng tuổi rồi. Ông Nhàn đi lại cưng đựng cháu, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vô bờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ẩm đó mà giờ đã hơn 12 tháng. Ông Nhàn đi làm về là lập tức ôm chầm lấy đứa cháu gái nhỏ. Đứa trẻ nhìn ông, khuôn miệng mới mọc răng cửa cứ cười tươi rói. Mỗi lần vừa đặt cháu xuống đùi là bàn tay nhỏ nhắn của nó là mò mẫm tới cây đàn trên vai của ông ngoại. Như một lời ẩn ý của số mệnh, cháu gái của ông Nhàn dù mới chập chững biết đi nhưng đã có hứng thú với cây đàn kìm. Hễ nhìn thấy là cười toe toét. Bàn tay nhỏ cứ khắc khéo chọt vào các dây cứng nhất, liền tạo ra âm thanh tàn tính khiến nó vui tai. Ngoài con cái thì đây là đứa cháu gái đầu tiên hứng thú với âm nhạc. Những đứa còn lại không có ai đam mê nghề này như cha mẹ chúng. Thêm nữa là chính ông đã từng có ý định cấm đoán con cháu mình đi theo nghiệp diệt đờn ca, bởi ông Nhàn muốn mình sẽ là người cuối cùng kết thúc chặng đường lang bạt. Giờ đây nhìn đứa cháu ngoại mà mình yêu quý mân mê cây đàn kìm, lòng ông chợt thắt lại. Có lẽ nào con bé sẽ là người nối nghiệp gia đình. Ông Nhàn chợt thở dài. Bởi nếu như tổ nghề đã chọn, có né tránh hay ngăn cản cỡ nào cũng không được. Biểu diễn tại biết bao đám hiếu, ông Nhàn hiểu rằng cuộc sống vốn dĩ vô thường. Sống hôm nay đâu biết được ngày mai. Nếu có thể chạm tới đam mê của mình và được hạnh phúc thực sự, thì cuộc đời dài hay ngắn chẳng còn quan trọng. Trái lại, nếu phải sống trong sự kìm hãm, không dám mơ điều mình muốn và chẳng dám làm điều mình mơ, thì có lẽ người ta đang sống mòn hoặc chỉ là tồn tại trong một cái xác biết đi mà thôi. Năm tháng cứ vậy mà trôi qua, cuộc sống với ông Nhàn tưởng như vô cùng viên mãn. Ấy vậy mà sóng gió bất ngờ ập tới. Con gái ông, Cúc Thủy, trên đường đi lưu diễn đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, xem chút nữa không bao giờ tỉnh lại. Sau đêm diễn ngày hôm ấy, ông Nhàn về trước với Sáu Vĩnh, còn ba Thủy bắt xe ôm theo sau. Hai chiếc xe chạy chậm chậm trên quốc lộ. Bỗng một tiếng gầm vang dội nổi lên, sau đó là tiếng chó sủa inh ỏi. Một con chó rên rỉ như sắp chết. Sáu Vĩnh dừng xe ông Nhàn, ngoái đầu lại nhìn, phát hiện một người phụ nữ đang lao tới phía cậu xe ôm. Theo sau bà ta còn có cả một bầy chó dữ. Người kia dáng bộ hung hăng như muốn gây lộn với cậu xe ôm đến nơi. Thần thánh ơi, mấy người cán chết con chó của tôi rồi. Người đàn bà chẳng để ý ai đúng ai sai mà chỉ tay vô cậu xe ôm mình mẩy đang bị trầy xước. Bà coi lại bầy chó của bà đi, bà thả lan rồi bầy chó của bà được theo, chứ ai đâu rảnh mà cán cho chết quan mạng. Người phụ nữ chẳng những không nhận sai mà còn chỉ tay vô mặt của cậu xe ôm mắng xa xả, đòi cậu phải đền tiền con chó. Hai người cự cãi một hồi, chỉ đến khi những ánh đèn pha phía sau dừng lại chiếu gọi một đốm đỏ bên đường thì ông Nhàn mới tá hỏa la làng. Trời ơi, con tôi, ba Thủy. Ông Nhàn khuỵu xuống ôm Thủy đã nằm bất động,
Người người bu tới đội đèn kỹ vào hai cha con, thì người ta thấy được phần đầu cô gái chảy không ít máu, đến độ người của ông vàng chẳng có gì ngoài một màu đỏ thẫm. Còn chủ của bầy chó thấy vật nuôi của mình gây ra án mạng, liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà khóa cửa, mặc kệ người đi đường phẫn nộ la lối ôm sòm. Trong màn đêm tĩnh mịch, ông nhàn được cậu xe ôm chở về nhà, còn Sáu Dĩnh bỏ tất cả xe cộ, đồ đi diễn bên nhà dân mà phóng theo xe cấp cứu. Tầm mười mấy phút sau, ông nhàn về đến trước nhà, các cháu và dâu con ra đón ông, có cả bà nhàn đang ẵm đứa cháu gái. Trời ơi, sao người ông dính gì thấy ghê vậy? Bà nhìn từ đầu xuống chân của ông nhàn, thấy có nhiều vết máu đã chuyển đen cho khô lại. Còn ông bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn sau những phút giây vừa xảy ra. Người đàn ông già nua, tay chân run rẩy, chẳng còn hồn vía, được cậu xe ôm dẫn vào nhà. Đôi mắt đầy vết nhăn cứ hiếp lại theo hàng lệ. Lúc này khi nhìn vào đứa cháu gái ngây ngô trên tay vợ, ông nhàn không kiềm chế được mà bật khóc. Giọng nói của ông nghẹn cứng, cố gắng lắm mới nói ra một câu làm cả nhà từ già đến trẻ cũng phải hoảng loạn. Bà Thủy, nó té xe, vợ cấp cứu chở đi rồi. Hả? Té kiểu gì mà tới lên xe cấp cứu lận? Ông nhàn nước mắt lưng tròng, miệng mấp máy chẳng thành câu. Thôi, bắt nhàn nó không được, thì để con nói cho. Cậu xe ôm xắn tay áo lên, để ra mấy vết máu loang, thêm vài đường dài tróc cả da thịt. Có luôn vài cục bầm đen do bị ma sát. Con chở nhỏ Thủy đi sau bắt nhàn với Sáu Dĩnh. Về gần tới rồi, mà bà nội kia thả bầy chó rong. Một con nó dí theo, rồi phóng ngay đầu xe của con trở tay không kịp, cán trúc. Rồi bị quăng xe ra giữa đường. Nhỏ Thủy ngồi sau con, không chắc á do nó nhào ra hay sao mà bị đập đầu xuống lộ. Nên bà nhàn như muốn xỉu ngang, chân của bà chẳng đứng nổi mà mãi gồng mình đưa đứa bé cho Tư Lành ẵm. Bà ngồi trở xuống nền, tay của bà níu người của ông nhàn mà hỏi lia lịa. Vậy vợ con Thủy có con trai sao không? Bà đừng có sốt sắng quá. Nãy thằng Vĩnh nó theo con Thủy. Bà coi gọi điện hỏi nó đang chỗ nào, rồi mình lên con nhỏ làm sao. Vậy thằng chồng của con Thủy nó đang đi đến đám ở gần đây nè. Tư Lành, điện thoại cho anh rể của mày, về chở mẹ đi lên chị mày nhanh. Đã khuya lắm rồi, đèn nhà ai cũng tắt ngúm, chỉ có một đình là còn sáng, vì chẳng thể ngủ ngon giấc như mọi ngày. Tĩnh lặng với ánh trăng mờ lúc rạng sáng, tất cả đều nháo nhào nôn nao tình trạng của con, của vợ, của người chị gái đang lâm vào nguy kịch. Bác sĩ đứng trước ông nhàn thông báo một tin vô cùng xấu. Do ba Thủy va chạm mạnh với mặt đường gây ra bể sọ, giờ muốn duy trì sự sống bắt buộc phải nuôi sọ, chứ không á thì ba Thủy chẳng sống được lâu. Trong phòng cấp cứu lúc này để ra một cô gái dung mạo đã tái sắc đi nhiều, cặp mắt nhắm nghiền chẳng còn tươi tắn như bao ngày. Trên mặt phải cắm ống thở sống qua ngày. Mái tóc dài thướt tha của ba Thủy yêu thích giờ chẳng còn một cọng, chỉ còn là một cái đầu trọc được băng kín, thuốc đỏ hay là máu nổi lên trên nền vải trắng loang lổ, khiến mọi người vừa sợ vừa thương vô cùng. Số phận của kẻ cầm ca giờ đây đã tan tành trong một đêm trăng. Hôm trước từng đứng biểu diễn trên sân khấu, thì hôm sau đã phải nằm trên giường bệnh mà chẳng biết khi nào tỉnh lại. Gia đình của ông nhàn cũng dần lao đao vì để duy trì đứa con gái hôn mê đã hơn một tháng mà cả nhà đã tốn không biết bao nhiêu tiền của. Điều an ủi nhất là chị em của ba Thủy chẳng ghét bỏ gì mà thay phiên nhau nuôi bệnh, gom góp để chạy chữa qua ngày. Tình chị em quý nhau bao nhiêu thì tình phu thê rạn nứt bấy nhiêu. Người khác thay lòng đổi dạ, hết yêu thương người vợ thì còn nghĩ đến đứa con. Nhưng người chồng từng yêu thương ba Thủy đã không màng tới con cái,
ôm hết tất cả, bỏ đi, chẳng quay lại một lần. Ông vàng thương xót cho số phận hẩm hiu của đứa con gái tội nghiệp mà mất ăn mất ngủ. Nếu mà ba Thủy tỉnh lại, biết về người chồng tàn nhẫn, xách áo ra đi lúc vợ thập tử nhất sinh, thì sao mà Thủy chịu được? Đáng cay nhân đôi, bởi từ đây, đứa con gái mà Thủy mang nặng đẻ đau đành phải đem cho người khác nuôi nấng, bởi vì bản thân cô còn chẳng tự chăm sóc được cho mình. Hơn một năm trôi qua, trong muôn vàn khó khăn, ba Thủy cuối cùng cũng tỉnh lại. Chỉ có điều cô không còn được như trước, sức khỏe cạn kiệt, thần trí ngẩn ngơ. Sau tai nạn, ba Thủy không còn hát được, người ngợm cô gầy gọc do ăn uống không nổi, chưa kể đến mấy tin chồng bỏ, lẫn con đi xa. Thêm cơn đau đầu mỗi đêm cứ hành hạ, khiến ba Thủy nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Ngồi gần cùng bà Nhàn, Thủy luôn nhớ về con gái, thêm nỗi ức ức khi nghĩ đến người chồng bạc bẽo, khiến lòng cô đau như xác muối. Từ khi chồng Thủy rời bỏ, đứa nhỏ được bà Nhàn với các con thay phiên nuôi nấng. Nhưng do ông bà Nhàn già rồi, đau giỏi chăm cháu như xưa, thêm mấy người chị em của ba Thủy, ai nấy đều có gia đình riêng hết rồi. Chưa kể cả hoàn cảnh lúc đó khó khăn, sa sút do chạy chữa cho Thủy, không thể nuôi được con gái của Thủy. Trời thương, có người quen của ông bà Nhàn biết được hoàn cảnh khó khăn của ba Thủy nên tìm đến để nhận nuôi đứa nhỏ. Không ai khác, họ là ông bà Hai Sang. Lúc trước có mời ba Thủy tới nhà biểu diễn, hữu duyên gặp được con bé mà họ vừa nhìn đã thấy thương. Do vậy mà có màn nhận con nuôi hôm nay. Ông bà Hai Sang đã có hai người con trai, một học lớp 6, một lên lớp 10. Không có con gái nên nhìn con bé con, ông bà cưng dữ lắm. Dù không đành lòng, nhưng trước hoàn cảnh ngặt nghèo, gia đình của ông Vàng đành đồng ý cho vợ chồng của ông bà Hai Sang nuôi con gái của Cúc Thủy. Bởi nghĩ đi nghĩ lại, đó là phương án tốt nhất để con bé được sống đủ đầy cả về vật chất và tinh thần. Ông bà Hai Sang là người tử tế, nhất định không bạc đãi đứa trẻ này. Ông Nhàn với ông Hai bắt đầu làm thủ tục nhận con nuôi. Đứa bé bấy giờ còn quá nhỏ, từ đây sẽ ngây thơ gọi người khác là cha là mẹ, trong khi người mẹ ruột vẫn còn đó. Ngày qua ngày ngồi trên xe lăn, ngóng trông con gái bé bỏng của mình. 10 năm trôi qua, đứa nhỏ năm nào đã lớn, được cha mẹ nuôi đặt cho cái tên rất đẹp, Mỹ Tuyền. Nhưng tuổi thơ của nó lại chẳng êm đềm như các bạn cùng trang lứa. Ê, tụi mày, con Tiền kìa! Tiếng cười nhạo của đám ranh con ở trong xóm vang lên, thì Mỹ Tuyền không khác gì là một con rùa rút cổ. Mỹ Tuyền sợ hãi, luôn tránh né bọn nó, bởi vì suốt thời gian ở đây, cô bé luôn bị bạo lực, bị ăn hiếp vì hai từ cho số phận con nuôi. Ê, được con nuôi, mày đi đâu đó? Mỹ Tuyền ngước lên theo quán tính, con bé ngây thơ trả lời. Mình chơi đồ hàng, mà các bạn sao gọi mình là con nuôi hoài vậy? Một thằng lanh chanh ném cỏ vào mặt Tuyền bảo. Mẹ tao nói mày là đồ con nuôi, bà Hai không phải là mẹ mày. Mẹ mày là kẻ hắc đâm mà. Mấy đứa xung quanh nghe vậy thì nói vào. Tao cũng có nghe nói nữa, nó là con của bà hắc đâm mà. Chơi với nó xui lắm á, vì nó là ma quỷ đó mày. À, ghê quá, vậy đuổi nó đi. Ba bốn đứa trong xóm, cả trai lẫn gái đều gian mảnh, cầm đất lẫn cỏ chọi vào Tuyền. Đi đi, đồ ma quỷ, đồ xui xẻo. Đừng chọi mình mà. Tuyền bị một cục đất chọi thẳng vào trán. Cục đất khô cứng chạm vào da thịt non nớt của Tuyền chưa được 5 giây đã chuyển sang bầm tím. Con bé yếu đuối tủi thân, ôm thân thể bụi bẩn, đau đớn do bị chọi đá. Con bé khóc trống cả lên, gọi tên người anh luôn yêu thương bảo vệ mình. Đám này, con ai, mày dám ăn hiếp em tao hả? Từ xa, Thanh Duy nghe em gái khóc mà chạy hớt hải lại đỡ lấy. Và lúc này, anh cũng nhìn ra tụi nhóc tranh kia. À, tao tưởng ai? Thì ra đám con cháu của bà Điều. Cái nhà tên Điều,
mà suốt ngày không biết điều, sơ hở kiếm chuyện là giỏi hả? Thằng nhóc to con nhất lanh chanh trả lời. Mẹ, có tin tôi mét mẹ không? Mày ngon á thì mẹ mét, chắc tao sợ à. Hên á là mày còn nhỏ, chứ không ha, tao quăng mày xuống ruộng cho cá rỉa mẹ rồi. Khôn hồn á thì mày biết. Từ nay về sau, tao mà thấy đám tụi mày ăn hiếp em gái của tao nữa hả, là coi chừng đó. Thanh Duy dứt khoát trong phẫn nộ, rồi dẫn em gái một mạch về nhà. Trên đường đi, anh thấy em gái cứ chùi hai bên khóe mi, thì liền hỏi. Sao khóc? Nói anh bà nghe coi. Tụi con chàng, nó nói em là con nuôi, phải không anh? Mẹ em là người hát đám ma, có phải không anh? Thanh Duy ấp úng. Không phải đâu, tôi nói ghẹo em á. Chứ anh ba nuôi em từ nhỏ đến lớn, yêu thương em, không lẽ em không tin hả? Mỹ Tuyền được an ủi nên con bé bớt khóc lại. Thanh Duy liền nói, ngoan, anh ba dẫn đi mua kẹo ha. Cảm xúc buồn bã được chi phối bởi những viên kẹo đầy màu sắc. Mỹ Tuyền cười te tét trong niềm vui của Duy. Anh thương con bé lắm, mặc dù bản thân chỉ là anh trai nuôi của nó. Hai anh em đi đâu vậy? À, anh hai, em đi học mới về. Thanh Quy là anh lớn ở trong nhà, hiền lành, tốt tính, thương bé Tuyền như ruột thịt. Chỉ mới đi làm về mà anh không sợ mệt mỏi, liền cõng Tuyền sau lưng. Hai đôi chân ấy thế mà bắt đầu thoăn thoắt bước về nhà. Trên đường đi, hai anh em đã nghe cơn say ngủ của bé Tuyền. Nụ cười hiền từ hiện trên bờ môi. Nhưng chỉ có Duy, ở tận đáy lòng là không vui nổi. Anh hai, tuổi sớm này từ lớn tới nhỏ, suốt ngày đem chuyện xưa ra nói bé Tuyền hoài. Em bực bội lắm. Biết sao giờ em, sớm này miệng lưỡi đố ai cản được. Với con bé lớn lên á thì chuyện sẽ rõ, chứ cũng không có thể giấu cả đời. Hôn chi vì Thủy vẫn còn sống mà. Sự trầm mặc bủa dây hai anh em cho tới khi bước vào căn nhà quen thuộc. Đặt con bé xuống giường, Thanh Quy cẩn thận đắp chăn cho em rồi mới quay trở ra phòng khách. Con bé ngủ ngon giấc tới nỗi nó nào hay ở ngoài hai anh trai đang nói chuyện với ông bà Sang về mẹ ruột của mình. Câu chuyện xoay quanh bé Tuyền bỗng chốc biến thành một cuộc cự cãi giữa cha con ông hai. Cha mẹ, mai hoặc mốt dẫn bé Tuyền về dưới nhà của dì Thủy đi. Sao phải về dưới? Con đi làm gặp dì Thủy, ba bảo nhớ con bé. Cũng lâu rồi cha không cho nó về dưới. Huống chi bả là... Không, lúc trước trao đổi nhau một năm về một lần vào ngày Tết, sao mới có nửa năm mà đòi gặp nữa. Thanh Quy dù không muốn nói thêm nhưng thấy chuyện bất bình nên cố gượng tới. Một năm tới mấy trăm ngày, trong khi mẹ đùa con bé về gặp được có một ngày. Là cha chịu được không? Không chịu cũng phải chịu. Đòi hỏi quá, tao không cho về luôn. Thanh Quy chẳng thấu nổi câu nói của cha. Cha à, bả là mẹ đùa của con bé, người đẻ ra nó, mà cha cố gắng chối bỏ làm gì? Nói hay quá. Vậy hồi đó cho tao nuôi làm gì? Giờ cứ đòi dấn gì dưới. Cha à, con biết cha thương con Tuyền, nhưng cha đừng quên nó không phải con ruột của mình. Tuy rằng người ta cho vì mẹ con Tuyền bị bệnh, với cha có giấu cả đời cũng không có giấu được đâu cha. Sao lại không? Thanh Quy bất lực chỉ tay ra ngoài mà nước mắt cứ đầm đìa rơi xuống. Đó, cha coi đó, từ hồi con bé biết đi á là người ta bêu riếu nó là con nuôi rồi. Dù cha có biện minh hay là cứu giãn thế nào thì cũng vậy à. Không gì mấy cái đó thì con bé lớn lên cũng tự biết hết thôi. Liệu cha có giấu nổi không? Ông hai cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ về những điều mà Thanh Quy nói. Ông thương đứa con nuôi này biết bao nhiêu, đến độ ông không muốn con bé nhìn nhận là mẹ ruột của mình. Nhưng điều đó cứ luôn bị con trai lớn của ông cản trở.
Thanh Quy hiểu chuyện, luôn tìm cách giúp con bé về thăm mẹ. Riết rồi đâm ra ông hai giận hờn, chẳng ngó tới con trai lớn một lần nào. Nhớ lại chuyện cũ thì cũng đã 10 năm khi ông hai sang nhận nuôi con của Thủy. Những năm đầu, vợ chồng của ông chấp thuận thỏa thuận một năm cho con bé về thăm nhà vài lần. Tới chừng con bé càng lớn, ông càng ích kỷ, không muốn cho con bé về nhiều nữa. Rồi mang tâm tình, cắt đứt quan hệ với gia đình ruột của con bé. Ông luôn lấy cớ bận công việc để tránh nghe điện thoại hỏi thăm từ ông Nhàn và luôn kiếm lý do để không chở con bé về thăm người mẹ mòn mỏi trong con hàng ngày. Tới chừng con bé bắt đầu đi học, ông còn tuyệt tình đến nỗi thay luôn tên của con bé từ Quyền Sương thành Mỹ Tuyền. Cứ tưởng chuyện ông làm chẳng ai biết ngoài vợ mình, thì có ai ngờ con trai lớn của ông nhiều lần để ý và biết rõ cách của cha mình đối xử với gia đình ruột của em gái. Thêm nhiều lần đi làm, anh vô tình gặp Cúc Thủy. Tuy thần trí lúc tỉnh lúc mơ, nhưng hễ nhìn thấy anh thì luôn miệng đòi gặp bé Tuyền vì Thủy nhớ con từng ngày từng giờ. Thanh Quy nhìn Cúc Thủy mà thương lắm, vì anh nhớ hồi xưa một người từng xinh xắn hát hay bao nhiêu thì giờ đây đi đứng chẳng vững, nói chuyện lại khó nhọc. Trí nhớ thì lúc nhớ lúc quên, chồng thì bỏ rơi, con thì chẳng nuôi được, bệnh tật trong người, phải sống trong sự giúp đỡ của cha mẹ già và chị gái với mấy đứa em trai. Thương Cúc Thủy không đồng tình với cách làm của cha mình, vì thế mà giữa cha con của Thanh Quy luôn nổ ra những cuộc tranh cãi không hồi kết. Con nói rồi, ngày mai con nghỉ ca một bữa, con sẽ chở bé Tuyền về với Bắc Nhàn. Mày! Thanh Quy bỏ đi ra sau, để lại ông hai với những lời chỉ trích đầy phẫn nộ. Bình thường, Thanh Quy nhút nhát chẳng dám cãi cha. Nhưng nay, thấy ông hai hành xử lạnh lùng với dì Thúy thì cũng gạ gan xen vào. Thôi đi cha, cha cứ vậy hoài, người khổ là con Tuyền thôi. Cha có biết à, hồi chiều con bé bị mấy đứa xóm này ăn hiếp không? Bị chợ đất tới độ bầm xanh một cục ở trên trán kìa. Bà hai ngồi gần từ đầu đến cuối, chẳng hó hé lời. Mà khi nghe con gái bị bắt nạt, bà liền đứng sổng lên hỏi. Lại là con cái nhà ai? Mẹ nghĩ coi, xóm này còn ai? Lại là con cháu của bà Điều chứ không ai. Gia đình đó, nhiều chuyện, suốt ngày sơ hở, đem chuyện con bé ra, bêu ríu hoài. Bà hai sắn chân, đi nhào ra cửa. Thanh Duy biết tính của mẹ chẳng hiền, mà cản. Đó giờ, mày chửi người ta bao nhiêu lần rồi, mà người ta có im miệng lại đâu. Vậy, mày đi làm gì nữa? Lần này, tao không chửi, mà tao đốt nhà của bà Điều, tao mới hả dạ. Giờ con với anh hai, không có nói gì thêm nữa. Cha với mẹ muốn làm gì á, thì ngồi suy nghĩ coi. Cha mẹ làm vậy, có đúng với mẹ ruột của ông Tuyền không? Ông hai sang ngồi thẫn người. Ông bây giờ mới cay cay sống mũi. Ông nghẹn ngào nói với Duy. Cha làm vậy chỉ muốn giữ mãi con Tuyền bên nhà. Cha không muốn nó lớn lên ca hát như gia đình của ông Nhàn. Thanh Quy từ sau nghe cha nghẹn ngào khóc, anh liền bước lên đáp. Đó là nghề nghiệp của người ta. Nếu con Tuyền lớn lên, nó có giống đi chăng nữa, cha có cản trăm lần cũng vậy. Người ta làm nghề là có tổ chứng giám. Nếu con bé lớn muốn theo là do tổ nghề chọn rồi. Húng chi bây giờ con bé nó luôn ước mơ được ca hát. Ông Sang gắt gỏng. Không đời nào cho nó hát. Cha không muốn nó lớn lên buồn bà theo ai hết. Thà nó lớn, cha cho nó học ngành này ngành kia, chứ cha cấm tuyệt á là không có cho hát. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng bởi màn đối đáp qua lại giữa cha con của ông Sang. Nào hay rằng cuộc tranh luận đó đã vào tai của bé Tuyền hết rồi. Con bé chẳng ngủ sâu. Khi có cuộc cãi giả trong nhà, vẻ ngoài còn non nớt ngây thơ. Nhưng thật ra, tâm hồn con bé cũng dần trưởng thành. Con bé đứng sau tấm màn, hiểu hết, biết hết những gì người khác nói với bản thân. Nhưng chỉ có điều, con bé luôn mong chờ vào câu nói chính xác nhất từ miệng của cha mẹ.
Ngày sau, Mỹ Tuyền được Thanh Duy dẫn về nhà của ông Nhàn. Vừa thấy Mỹ Tuyền thôi mà Cúc Thủy mừng như trẻ hội. Hai chồng đen rung động muốn khóc. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, không thể tả thành lời. Thân thể dù yếu ớt, nhưng cô vẫn ráng lê nhẹ, ôm đứa con gái đứt ruột sinh ra vào lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Thủy ôm con gái sau 10 năm xa cách, vì cô sợ bản thân làm cho con bé sợ hãi. Nhưng không, chẳng những Tuyền không hề sợ hãi, mà con bé còn so má cô, rồi còn thủ Thủy trò chuyện. Nhưng Thủy nào hay, con bé đã biết người trước mắt là ai. Này, con có đi làm sao mà dẫn Quyền Sương về thăm mẹ nó vậy? Dạ, hôm nay con nghỉ ca. Với hôm qua con có gặp dì Thủy, thấy dì nói nhớ con bé, nên con tranh thủ chở dì chơi. Ông Nhàn ngồi gần Thanh Quy, tay của ông lao lao cây đàn. Cặp mắt hạnh phúc nhìn Mỹ Tuyền mới ngày nào còn ấm trên tay, mà nay đã lớn nhanh như thổi. Vừa đờn theo thói quen, ông Nhàn vừa hỏi Thanh Quy về cuộc sống của Tuyền và cha mẹ của anh. Hai Sang, cấp này bác cứ thấy chở con bé về quá, mà điện thoại chẳng bắt máy luôn con. Thanh Quy ấp úng. Dạ, tại cha con cấp này làm vuông láng, bận bịu không có thời gian, nên con thay cha chở về đó bác. Ông Nhàn cười trừ. Ta khỏi vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Công lao cha con nuôi nấng bé Sương 10 năm qua, ba mang ơn cả đời. Dạ bác ơi, bé Tuyền cũng coi là con ruột rã trong nhà con. Nuôi bé là trách nhiệm, chứ ơn nghĩa gì đâu bác. Ông Nhàn đã quen gọi tên thật của cháu gái, nên khi nghe Quy kêu tên khác của cháu mà ông thắc mắc. Còn bé tên Tuyền hả? Thanh Quy đó giờ giấu chuyện cha đổi tên họ cho con bé, mà hôm nay chính anh lại lỡ miệng nói hớ. Dạ, không giấu gì bác. Bắt đầu nhập học là cha con chuyển họ tên cho khớp với hộ khẩu ở nhà, để cho Tuyền đi học cho dễ. Ông Nhàn chẳng nghĩ suy mà đáp. Gì đâu con, thà cho con bé lấy họ tên khác để có cha có mẹ đi học như người ta, chứ nó không cha để tên cũ hoài cũng không được. Ông Nhàn nhìn con gái với cháu ngoại mà nhớ về chuyện xưa, ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Ngón tay của ông lướt trên dây đàn, đánh một bản nhạc để xua tan đi ảm đạm của quá khứ. Thanh Quy biết rõ cuộc đời của ông và mẹ của em gái mình, nên cảm động, nước mắt rưng rưng. Sau cuộc trò chuyện, lúc này Mỹ Tuyền mới chạy lại gần cả hai. Giọng nói của con bé thánh thót hỏi ông Nhàn. Ông ơi, tập cho con đàn với. Mỹ Tuyền, em nói gì vậy? Thanh Quy bất ngờ với câu nói của em gái. Em muốn học đàn sao? Mỹ Tuyền đi đến chỗ của ông Nhàn, tay ôm khư khư cây đàn của ông mà năn nỉ. Ông chỉ cho con đàn đi, con thích đàn lắm. Con thích sao? Con thích đàn, con thích múa với ca nữa. Ông biết không, con đi học, thầy cô chọn con múa vào ngày lễ hoài à. Ông Nhàn nhìn Mỹ Tuyền đang nâng niu cây đàn kìm ở trên tay, không ngừng nghĩ, thầm hỏi lòng rằng con bé lại có máu đờn ca như mẹ của nó sao? Nhưng hiện nay mọi thứ chẳng còn như xưa, nghề đờn ca lại càng vất vả, chưa kể thu nhập bấp bênh đâu bằng những nghề khác. Ở cái thời hiện đại, internet mạng xã hội có đủ, chỉ cần một cái điện thoại cũng có thể mở nhạc mà ca hát, chứ đâu cần những kẻ đờn ca để mua vui nữa. Cũng mấy chục năm theo nghề, con cái của ông Nhàn bây giờ cũng giải nghệ, đi vào công ty làm hết, đâu ai còn mướn người ca kẻ hát nữa. Trừ ông Nhàn, già rồi, nhưng cứ mãi nhớ về cái nốt xệ sang hòa điệu, nên giờ còn thở là ông vẫn còn theo đoàn bảy khương. À Sương, à, không, Mỹ Tuyền à, con đừng học đàn xấu lắm, không ai thích đâu. Mỹ Tuyền nhăn nhó hỏi ông. Sao vậy ông, con thấy bạn bè con cũng có học đàn mà. Ông Nhàn chẳng biết nên tìm lý do gì để từ chối con bé nữa, nên ông cứ ngập ngừng cho đến khi con bé khóc.
Hay ông sợ con biết đàn biết hát sẽ làm nghề hát đám như mẹ với ông? Mỹ Tuyền, em nói gì vậy? Thanh Quy sững sờ, nắm tay em gái vừa thốt ra mấy lời trắng rõ đầu đuôi. Anh hai, em biết lâu rồi. Em là con nuôi, mẹ em là dì ngồi đó kìa. Còn ông Nhàn là ông ngoại em, chứ có phải họ hàng gì như anh nói đâu. Từng câu, từng chữ nói ra như muốn xé tâm can của ông Nhàn. Cúc Thủy, người phụ nữ bị bệnh tật trí nhớ lan man, mà khi nghe con nói, con nhìn và đến ôm mình, lúc này Cúc Thủy xót xa hàng lệ. Con ơi! Câu nói chậm chạp thốt ra chẳng mấy rõ rệt. Mẹ, con không kêu mẹ bằng dì Thủy nữa đâu. Mẹ là mẹ của con. Con, mẹ xin lỗi, không nuôi con như người ta được. Hai mẹ con nhìn nhận lại nhau. Ông bà Nhàn mừng lắm. Từng giọt nước mắt của ông cứ rơi xuống, xúc động về đứa cháu gái hiểu chuyện, không oán giận vì ông bà đem con bé cho gia đình khác. Thanh Huy nhìn một gia đình đoàn tụ, anh có chút buồn bã trong lòng. Anh suy nghĩ, liệu Mỹ Tuyền biết rồi có đòi về với gia đình ruột hay không? Có từ bỏ gia đình bên nhau suốt 10 năm và có từ bỏ người anh trai yêu thương con bé hết mực hay không? Dường như hiểu hết tâm tư của Thanh Huy, ông Nhàn đứng dậy, vỗ vai bảo: Con đừng lo, ban không có bắt con bé về đâu. Dưới này nghề nghiệp lang bang, nuôi thân chưa xong, Cúc Thủy thì bệnh, sao mà nuôi con bé được. Cứ như cũ, sống với gia đình con. Trong một năm, con cho về bao nhiêu lần cũng được, chứ ban không có ép. Thành Quy không nói gì, anh cứ cay mắt muốn khóc lắm, nhưng chẳng dám, sợ con bé nó lại thấy. Anh hai! Hả? Mỹ Tuyền kéo tay của Quy bảo: Anh hai, em muốn học đàn, anh hai đừng nói cho cha mẹ hay nha. Anh... Em muốn được đàn, em thích lắm, hay ông ngoại dạy con đi. Cả hai nhìn Mỹ Tuyền, con bé cứ năn nỉ hết người này tới người nọ. Xót lắm, ông Nhàn mới đồng ý, nhưng lại có điều kiện. Ông sẽ dạy, nhưng con không được theo ông ngoại. Ông dạy cho con để thỏa mãn ước mơ. Con đừng đem những thứ ông dạy khoác lên sân khấu. Dù ông có chết, con đừng như ông nha. Mỹ Tuyền mang câu nói của ông Nhàn suốt hành trình khôn lớn, nhưng ngược lại, cô không thực hiện được lời dặn của ông ngoại. Lúc nhỏ chỉ là học cho đỡ tò mò, nhưng khi lớn, đam mê càng cháy bỏng. Ngoài đàn kìm, cô lại lén cha mẹ nuôi tự học đàn guitar và piano. Trong các văn nghệ ở trường, Mỹ Tuyền ngoài đàn giỏi còn được thầy cô yêu thích vì năng khiếu múa ca. Dường như Mỹ Tuyền càng lớn càng có dòng máu nghệ thuật từ gia đình của ông Nhàn. Múa ca hay đàn giỏi, Mỹ Tuyền có đủ. Được nổi bật như bây giờ là có sự che chở của anh hai và anh ba. Giấu giếm gia đình được thêm 8 năm, cứ nghĩ là yên ổn. Thì vào ngày tốt nghiệp cấp 3, trong niềm hân hoan của các anh, thì cô lại gặp rắc rối đến từ Yến Trang. Tốt nghiệp xong, sau này mày làm ngành gì hả Mỹ Tuyền? Yến Trang là một đứa trong đám nhỏ từng chọi đất bắt nạt Mỹ Tuyền, cũng là con gái của bà Điều. Bị nhiễm thói xấu từ mẹ, từ nhỏ đến lớn, Yến Trang suốt ngày tìm cách làm khó Tuyền, mặc dù Tuyền chưa bao giờ đối xấu với nó. Tốt nghiệp rồi, chắc mày lại hát đám ma như gia đình của mày thôi. Chứ thứ như mày, chẳng ra thể loại gì, ổn phí cho cha mẹ nuôi mày. Mỹ Tuyền từ nhỏ đã chẳng thuận hòa với Yến Trang, còn quan gia hơn là cả hai học chung trường. Chuyện của Mỹ Tuyền thì Trang luôn bêu ríu hàng ngày, mặc cho Mỹ Tuyền chẳng gây ra hiềm khích gì. Mỹ Tuyền bỏ tấm bằng trên tay cho Thanh Duy. Cô bước đến gần, buộc hai tà áo dài vào nhau, mặt kênh lên như đang thách thức.
Tao luôn nghĩ hề cớ gì mà luôn kiếm chuyện với tao, trong khi cả hai không có xích mích. Tao thích đó, rồi mày làm gì tao? Bề ngoài tưởng con gái cao sang, thật ra chỉ là kẻ hát bụi đời. Mày nói ai bụi đời? Tao nói mày đó, một đứa suốt ngày đờn ca. Tao đờn ca hay không á thì chẳng liên quan đến mày. Mỹ Tuyền không còn là kẻ nhát cấy để mà Yến Trang bắt nạt nữa. Cô mạnh dạn xắn tay áo xông pha đánh trả những gì mà Yến Trang đã gây ra cho mình. Tất cả từ nhỏ đến lớn trả hết một lần trong cú đánh này. Thánh thần thiên đụng ơi! Tuyền, em dừng lại đi, đừng đánh nữa. Buông Trang ra đi em. Anh mà cản em, đừng trách em nặng tay. Sao? Mày không đánh tao như lúc nhỏ nữa đi. Lại nhát cái như chó vậy hả? Mày nói ai là chó? Hai ba cú chát chói tai liên hoàn vào Yến Trang. Tao nói mày chứ ai? Mày cự tao một lần, tao tát một lần. Mày cự tao lần nữa, thì tao tát mày hơn lần nữa. Mỹ Tuyền này không phải như ngày xưa, nên mày đừng có nghĩ muốn nói gì thì nói. Tao cắt lưỡi mày như chơi. Thôi, bỏ đi em, về nhà nhanh, mẹ chờ kìa. Năn nỉ can ngăn, lôi kéo dữ lắm, Mỹ Tuyền mới chịu buông Trang ra. Cô rời đi theo sự lôi kéo của anh ba. Chứ bao nhiêu cái bắt nạt của Yến Trang ngày xưa thì nhiêu đây chẳng đã tay gì với Tuyền. Chào đón lễ tốt nghiệp bằng sự hân hoan của cha mẹ và hai anh, một bữa tiệc gia đình bắt buộc phải dừng lại vì một người phụ nữ có tướng tá mập mạp. Tài dắt theo Yến Trang cứ đứng trước nhà của ông bà hai la làng, thiếu điều từ xóm này muốn sang xóm kia nghe gõ mạnh chữ. Bơ bà con, bơ cô bác ơi, cái thứ không cha không mẹ nó đánh đập, nó ăn hiếp con gái tôi nè. Cha mẹ của Mỹ Tuyền thấy vậy buông đũa bước ra. Bà hai hỏi trước, chuyện gì mà bà đều đứng ngay nhà tôi la ó vậy? Bà Điều bây giờ đắc ý, nghìn bộ mặt đầy nọng lên chửi. Hứ, chuyện gì thì bà không thấy sao? Bà Điều lôi con Trang lên trước mắt, nắm hai gò má lên cao, đưa ra mấy vết bầm tím. Con Trang, bị sao? Mà chị lại đem đến đây? Má nó, tức thiệt chứ. Bà hai, bà ngu thật, hay là bà ngu... Nè, bạn nói cho đàng hoàng lại. Vậy con Tuyền nhà bà đánh con tôi, lấy gì mà tôi đàng hoàng? Tất cả đổ dồn sự chú ý vào Mỹ Tuyền. Bà hai không tin lắm mà nắm tay con gái hỏi. Mỹ Tuyền, thật không con? Dạ phải. Mỹ Tuyền, con làm vậy làm chi? Chẳng cho Mỹ Tuyền nói năng gì, bà Điều lại tiếp tục lưu loa. Hỏi làm cái gì? Trước giờ con này nào có hiền lành đâu. Bà hai đó giờ á, bà dạy nó không có được thì trả về với gia đình của nó đi. Thứ như nó mắc mới chi bà đem về nuôi cho mang tiếng. Bà đâu phải là vô sinh hay là thiếu gì con đâu. Có hai thằng con trai đẹp nè, giói nè, còn hiền nữa. Mắc đằng bố gì bà nhận con nuôi. Tưởng con ai, nào ngờ con của con Cúc Thủy. Hơ, cái ngữ đờn ca. Bà nuôi nó lớn, cho nó học nghề chi. Cuối cùng nó cũng làm nghề như gia đình của nó à. Bị xúc phạm vô cớ, Mỹ Tuyền ấy giờ không nhịn nhục nữa, mà cãi ta đôi. Nói đủ chưa? Bà nói đủ chưa? Hỏi sao con Trang không bị đánh cũng vừa. Nó hả, với bà Y Trang nhau, suốt ngày xỉa xói người khác. Mỹ Tuyền, thôi đi con. Nhưng dường như mọi uất ức dồn nén đã lâu, Mỹ Tuyền giờ đây giống như con nhím bị chạm vào giới hạn của mình, chẳng muốn co mình mà lập tức xù lông phản vệ. Mẹ đừng có cản con. Bà Điều, trước giờ tôi làm gì sai với bà mà bà buông chuyện tôi hết lần này tới lần nọ, hết người này tới người kia. Một ngày bà câm cái mồm của bà lại, nghĩ nói thì bà tắt thở, bà chết tươi hay gì. Má,
thứ không cha không mẹ nên mắc dạy như chó vậy á. Bà coi cách nói chuyện của nó với tôi kìa. Bà nói ai là chó? Bà nói ai không mẹ không cha? Tao nói mày đó, thứ mụ coi. Bà có tin tôi đánh bà như cách tôi đánh con Trang không? Tao mời. Cuộc cãi giả chẳng có hồi kết. Yến Trang bên này thấy Tuyền chẳng còn nhân nhượng nên cố níu tay mẹ lôi về. Nhưng bà đều quyết ăn thua với một đứa trẻ, tiếp tục ở lại chửi bới. Mỹ Tuyền phẫn nộ nhưng bị mẹ và anh hai cản lại nên càng thêm ấm ức. Thôi đi, Mỹ Tuyền, con đừng có hỗn với người lớn. Hai bên cự cãi hồi lâu khiến ông hai nóng mặt. Ông bước lên nắm chặt vai của con gái, ra hiệu cho Tuyền bình tĩnh, rồi mặt đối mặt với bà Điều. Dẫu sao cũng là hàng xóm, ông muốn giữ hòa khí nên nói: Bà Điều, bà đừng vì chuyện xưa mà gắt với con Tuyền. Nó là đời sau, nó còn nhỏ, có biết gì đâu. Với chuyện con nít gây sự là bình thường, mà con tôi nó có lỡ đánh Yến Trang á thì cho tôi xin lỗi. Mỹ Tuyền không cam tâm, liền hét to: Con không sai, là nó khích con nên con mới đánh. Lúc đó có anh ba, phải không anh ba? Tuyền, thôi em. Yến Trang thấy Tuyền bị cả nhà can ngăn, liền thừa nước đục thả câu, nói ra bí mật bấy lâu của Tuyền. Thôi gì mà thôi anh Duy, lúc đó em nói thật, chứ có nói khích gì đâu. Nó đi học, biết đàn ca múa hát, thì em hỏi tốt nghiệp nó có đi ca với gia đình hay không. Đúng quá à, chứ em có nói sai đâu. Ông bà hai đứng hình trước câu nói của Yến Trang. Bà đều được thể phụ họa cùng con gái. Ông bà hai ơi là ông bà hai, con tôi nó đi học chung với con Tuyền mà. Nó dạy nói tôi là con Tuyền đi thi đạn thì hát múa quay cuộn gì đó biết ở trên trường. Lẽ mười mấy năm nay ông bà nuôi nó mà ông bà không biết hay sao? Bà ơi, quả nuôi tu hu, ông gán nuôi đi rồi nó đủ lòng đủ canh, nó bay đi theo gia đình, uổng công nuôi dưỡng chưa. Đến nước này không nhịn nổi nữa, ông Sang nổi giận lôi đình, chỉ tay vào mặt của bà Điều gằn giọng: Nói đủ chưa? Đủ rồi, bà biến về đi, chứ ở đây một hồi á tôi chẳng để nang hàng xóm gì nữa đâu. Về thì về, chắc tôi rảnh đứng đây để nhìn cái bản mặt của nó à. Bà Điều đi khỏi, trận cãi giả cũng chấm dứt. Lúc này bà con lối xóm đứng quanh đó mới thì thầm rỉ tay nhau lý do mà Điều ghét Mỹ Tuyền đến vậy, hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với con bé. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do. Số là trước khi Tuyền sinh ra, Cúc Thủy từng đi hát ở xóm này, vô tình gặp chồng của bà Điều là một kẻ trăng hoa. Ông ta để ý Cúc Thủy hát hay lại xinh xắn, nhiều lần cưa cẩm đòi theo chân Cúc Thủy. Mà Thủy lúc đó đã có chồng, đồng thời ghét cả đàn ông có tính lăng nhăng, cho nên luôn từ chối né tránh ông ta. Nhưng ông Điều cứ mặt dày đeo bám Thủy miết. Chuyện đến tai của bà Điều, giận lão chồng hám gái một, nhưng bà cũng ghét Cúc Thủy 10, bởi cho rằng cô quyến rũ chồng bà. Từ đó bà cũng ghét lây sang cả những ai làm nghề đờn ca. Trong suy nghĩ của bà thì nghề đó là nghề không sạch, luôn đi dụ dỗ trai và chồng của người khác. Bà đâu chịu hiểu rằng phàm là kẻ có tính trăng hoa thì không có người đàn bà này thì cũng sẽ tìm người đàn bà khác. Ngày hay tin Thủy gặp nạn, bà đều vô cùng hả dạ. Nhưng quan gia ngõ hẹp, chẳng ngờ ông bà Hai Sang lại nhận con gái của Cúc Thủy làm con nuôi. Vốn ghét Cúc Thủy, vì thế bà luôn coi con bé Tuyền là cái gai trong mắt. Bao nhiêu năm nay, bà đem mối hận với Cúc Thủy trút lên đầu một đứa trẻ tội nghiệp là Mỹ Tuyền. Gần mực thì đen, Yến Trang bị ảnh hưởng từ mẹ, cũng hồ theo. Ngày ngày kiếm cớ gây chuyện với cô bạn hàng xóm cũng là bạn học. Con bé ấy đã bị mẹ nó nhồi nhét vào đầu những suy nghĩ sai lệch về Tuyền, để dần dần nó coi sự có mặt của Tuyền trên cõi đời này là một điều sai trái. Bởi vậy mới dẫn đến màn gây lộn
cự cãi kinh động xóm diện như hôm nay. Bí mật của Tuyền đã bị mẹ con của bà Điều tiết lộ. Cứ tưởng rằng từ đây con đường đến với nghệ thuật của con bé sẽ bị cha mẹ nuôi chặt đứt. Nhưng sau phút im lặng, ông Sang bỗng mở lời. Bằng một giọng điềm tĩnh, ông nói: Mỹ Tuyền, cha không cấm con nữa. Con lớn rồi, con muốn theo nghề gì, cha không ép. Bao năm cha đánh cha la con, giờ cha thấy ân hận. Cha xin lỗi, con hiểu lòng cha. Vì cha thương con, đâm ra ích kỷ. Mà giờ con lớn rồi, cha cũng không có giữ lại con hoài được. Con muốn về với gia đình ruột á, thì con cứ đi đi. Bất ngờ trước những lời nói của cha nuôi, Mỹ Tuyền sung sướng muốn bật khóc. Cô gái cảm động khi cha đã thấu hiểu nỗi lòng của mình. Tuyền nói giọng nghẹn ngào: Cha, con không đi đâu hết, con vẫn ở đây để tạ ơn cha mẹ nuôi con. Và con vẫn lên xuống thăm nom người sinh ra con và ông bà ngoại. Nói chung, con trả ơn hết người tạo ra con, nuôi nấng con đến bây giờ. Con không có bất hiếu với ai đâu. Mỹ Tuyền ôm ông bà hai vào lòng. Sau cô là hai người anh lớn, choàng tay lên vai. Không khí gia đình ấm áp hơn bao giờ hết. Mọi bất đồng, mọi tranh cãi, mọi buồn phiền giờ đây đều tan biến. Cả người anh hai từng không hòa thuận với cha, giờ cũng đã được Mỹ Tuyền gắn kết lại. Dọn dẹn một ngày, hiểu ra tâm tư, là cũng 6 năm trôi qua, nhanh như một thước phim. Ngồi dưới cây phượng dĩ nở hoa đỏ rực, Mỹ Tuyền bây giờ đã là cô giáo dạy nhạc, cũng là đờn ca, cũng theo nghề như ông ngoại, nhưng với danh xưng là một cô giáo, khác xa với bao lời bà Điều nói khi xưa. Lớn hơn rồi, trưởng thành hơn, rồi Mỹ Tuyền cũng đón nhận thêm nhiều điều mới, có vui, có buồn, có cả mất mát. Ở với cha mẹ nuôi, Mỹ Tuyền có được một gia đình hạnh phúc. Các anh đã lập gia đình, cha mẹ lại có thêm nhiều thành viên và các cháu nhỏ. Nhưng cô không quên người mẹ ruột đau bệnh đang ở cùng với các cậu dày gì. Tuyền thường xuyên trở về thăm ông bà ngoại cùng với mẹ ruột, cùng với ông Nhàn đánh đàn kìm, hát câu giọng cổ. Mùa mưa năm ấy, vào ngày mùng 9 tháng 10, ông trời dường như khóc thay cho nỗi lòng của một kiếp đờn ca. Sau những ngày bôn ba, lang bạc, ông Nhàn đã yên giấc ngàn thu sau khi kết thúc một bài giọng cổ. Ông nhắm mắt bên cây đàn kìm, gương mặt thanh thản như chìm trong giấc ngủ yên bình. Mưa tháng 10 mang nhiều nỗi buồn đến cho một tang gia. Các nữ hát nam đàn tưởng chừng chẳng còn sức sống để trình diễn phá quàng như mọi ngày. Cả đời đi diễn, đi múa phá quàng, đoàn của ông Khương nào có ngờ bản thân bọn họ có ngày lại múa ngược cho người anh, người ông, người bạn già đã từng lang bạc cùng trải hòm theo sương gió. Đến khi giác quan tài ở trên vai, không ai mà không rơi lệ. Cả đời ông Nhàn đi theo đám hiếu, bà Nhàn hát phá quàng cùng các con. Liệu ông bà từng nghĩ tới rằng chính các con mình từng nuôi dạy đến trưởng thành là hát phá quàng cho người cha người mẹ của mình? Và đứa cháu ngoại mà ông Nhàn từng buông tay nuôi nấng, giờ đây lại ngồi ngay trước quan tài, cầm lấy cây đàn theo ông bao năm tháng, đôi tay khéo léo bấm từng câu xề sang như ông đã từng. Và rồi chính đứa cháu gái mà ông truyền lại nghề lại đang cùng với các con của ông hát những trích đoạn mà ông từng theo đoàn Bảy Khương để tưởng nhớ người cha, người ông, một kiếp người thầy đờn. Quý khán thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Phận đời người thầy đờn của tác giả Lâm Thu Sương. Đến đây khung giờ đọc truyện của kênh Đất Quê Radio xin được phép khép lại. Và Nguyên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khán thính giả bằng cách like và share video. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau. Xin được chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc.